Xin chào anh em, một cái điều rất là thú vị ở trong video này đó chính là Saitama Rush. Đẹp không anh em ơi? Anh em thích Muay Thái hay là thích Rush? Cosplay lại Saitama. Ngoài ra người ta còn nhiều bộ trang phục hé lộ khác. Genos nè. Rồi Chrissy. Đây là bộ trang phục 3S nha mấy ông nhá. Và ngày 28 chúng ta cập nhật bổ sung lần 2, hôm đó sẽ mod skin cho anh em coi. Các bạn chớ bỏ qua nhá, nhớ nhá. 28 tháng 10 cập nhật bổ sung lần 2. Vậy thì hãy cùng Ad review lại các bình luận của anh em ở trên fanpage của trải nghiệm game TNG nhé. Đây là fanpage chính chủ duy nhất của trải nghiệm game, và nhớ rằng làm sao biết được đâu là fanpage của trải nghiệm game đây? Có chữ đối tác đó, Ad là đối tác, người đối tác của Facebook Gaming nhá. Các bạn chớ bỏ qua, và Ad có gửi rất là nhiều video hay ho ở trên fanpage đó. Đấy nha anh em thấy chưa, vẫn là bé SS này, rất là nhiều anh em. Wow, không phải là chê đâu anh em ạ, không phải chê như bé rất là chúng ta đâu. Mà là đẹp thế, em cay vụ ở Saitama S quá, S à, hả, nhầm. Thực ra S hay gọi là S ấy, thực ra là admin nhá, admin thôi. Tức là TNG gọi bản thân mình là admin, chứ không phải là S. Nhưng mà nhiều anh em viết tắt gọi là S, không sao cả, cứ gọi là S đi. Đẹp này, trời ơi nhỉ, thằng main chính thì bậc A, mà còn ất ơ nhân vật phụ là SS. Hảo gà rán, anh em lại sại bảo nhân vật phụ. Anh em còn biết rằng Tatsumaki ấy là anh hùng bậc S cơ ấy. Thằng nhân vật chính của anh em ấy mới có bậc A. Nhầm, được tăng lên bậc B. Đúng rồi, từ bậc C lên bậc B rồi. Ước gì rát được như vậy đây. Anh em lại muốn kiểu rát như này cơ đấy. Chứ không phải là cái con rát cosplay mà S muốn chuẩn bị gửi tới anh em này. Đây là đang đọc bình luận của anh em mà đánh giá các bộ trang phục mới chuẩn bị ra mắt nhá. Đấy, trông tát như thế này cơ mà, sao bằng anh sai của tôi nổi. Con này Kera mới đúng. Kiểu anh em bảo là Kera Lori đúng không? Nhưng mà Chrissy cũng Lori được mà anh em. Đây, đá xì cái đồ mới này. Con đá xì cái đồ mới này, bậc A hữu hạn chắc luôn. Ad cũng chưa biết, ngày 28 Moskin thì biết được nhá. Fan nhưng có thể free mà anh em. Đây, đây là cái thứ mà tôi muốn đọc cùng anh em để mà thảo luận đây này nha anh em. Định tranh cúp skin fan với lứa bố Brit đây mà. Đúng là cái kiểu nhất vật chính là cứ khi nào cũng bị cái skin fan nha anh em nhá. Không hiểu tại sao luôn. Mất chất tướng rát với nhân vật Saitama quá. Trầm cảm quá, tác giả mà nhìn thấy cái này chắc là trầm cảm theo tao luôn đấy. Rất là nhiều anh em cảm thấy thất vọng. Nhìn cái dấu trên con mắt tức ghê á. Đây 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 anh em nhá. Đây đây là hai dấu của Rat Cosplay, tức là sao? Tức là đây là Rat Cosplay chứ không phải là nó hóa hình thành các nhân vật đó. Là Chrissy, là Genos là nó hóa hình thẳng luôn anh em ạ. Nhưng đây là Cosplay, anh em nhớ mình nhá. Cosplay, biết đọc đúng hay không? Nếu anh em nào đừng bắt bẻ tiếng Anh của tôi nhá. Trong phim, phim toàn xoay quanh Genos, thằng main xuất hiện đấm cá chết luôn. Chơi bời gì, bậc A đúng rồi. Đấy, rất là nhiều anh em coi phim rồi. Mất hình tượng Saitama quá. Rat skin này thì nó gớm. Chính xác là mắc gớm luôn. Saitama có liên hoàn thường đánh quyền như Flash thì ngon hơn. Nhưng Flash là DC mấy ông ơi. Hay là đấm nghiêm túc kiểu Scott. Lúc đầu ấy em cũng tưởng là nó sẽ làm Scott, nhưng mà khổ quá Scott cái đợt này nó không hot anh em ạ. Dù sao thì Rat vẫn là bị tướng mà tự anh em kêu bảo là giảm sức mạnh của Rat đi. Mặc dù ở meta này Rat không hot như trước. Trời ơi, nhìn tệ quá. Như bạn Ngô Quốc Hiệp cho rằng quá tệ luôn. Tao nhớ trong phim Saitama xếp hạng anh hùng, con này mới có bậc C thôi. Vào game thành trang phục bậc A, chuẩn ra còn gì. Nhiều ông còn bảo là thế là may đấy, chưa lấy lên A nữa ông ơi, vẫn còn B. Tức là ở trong phim Saitama chúng ta là anh hùng của B nhá. Tôi chưa xem mấy đâu, tôi mới xem bộ phim, tức là cái tập đầu ấy, thằng thanh niên Saitama này nó đấm con cua rồi. Anh hùng cấp B mà. Xem từ tập Saitama đi đăng ký giấy phép anh hùng có rồi xem từ đâu. Thực sự thì F chưa được xem mấy cái bộ phim quá dài về Saitama, mình chỉ xem bộ đầu thôi. Tao sẽ không than phiền nếu cái trang phục này giữ nguyên hình tượng Saitama. Còn đây là cái trang phục về thằng nào chứ không phải Saitama. Cho skin Superman hợp hơn. Rất là nhiều anh em comment bảo là đây mà cho Superman thì rất tuyệt vời. Nhưng mà Superman là của DC nhanh ấy nhá, không cho ai được cả. Main bậc A suy sụp tinh thần luôn. Skin bậc A mà còn ưu ái đó, trong phim Saitama mới được bậc B thôi đấy. Anh em chưa? Đây là tôi thấy là bạn Quang Vinh comment rất là công tâm này. Cớ ông này mới có lớp B đây anh em nhá. Lớp S là của con Saitama và Genos kìa. Đấy mới là anh hùng lớp S. Còn thanh niên anh hùng lớp B thôi. Được skin bậc A rất là chuẩn, gọi là ưu ái đấy. Tưởng Saitama SS hay là SSS hay gì. Nhân vật chính mà bậc A thì tệ quá. Thôi mấy ông ạ, có khi được free. Tại sao em nói là có thể cái bộ trang phục này sẽ free? Bởi vì đây là một bộ trang phục kiểu nhân vật chính đó anh em. Mà nhân vật chính thường là free, kiểu như là con lưu bố. Nhưng nhá,
Đây có thể là bộ trang phục cấp 1. Nhớ nhé. À đâu, con lưu bố là vào sổ giúp anh chứ nhỉ? Đúng nhỉ? Anh không nhớ rõ lắm, anh để đính chính lại hộ em nhá. Có thể chúng ta sẽ ra mắt bộ trang phục này ở cái cấp 1 của sổ giúp anh, hoặc là free ở một cái sự kiện nào đó. Tại sao? Bởi vì ngày 28 chúng ta cập nhật bổ sung lần 2. Và hôm đó thì bọn mình có thể mod các skin để anh em xem hiệu ứng, để các bạn chưa bỏ qua nhé. Đọc tiếp nào. Saitama còn tắm trong dung nhan được mà mắt lại có sẹo với da đen. Thì đi tắm đổi màu đây anh em. Cosplay lên bậc A, chắc sẽ thêm một cái skin xịn hơn nữa. Chắc không có đâu bạn ơi, chắc chỉ thế thôi. Tao đang suy nghĩ việc nên mua skin này hay không, nhưng mà nhiều anh em comment bảo là có thể đó là skin bậc 1 hoặc là free nhá. Skin A mà đòi hỏi thảo nào bậc A. Đấy, rất là nhiều anh em cảm thấy hơi bị thất vọng nhá. Hóng skin Sonic Brass khó lắm bạn ơi. Body thì ok đấy, nhưng lấy nguyên mặt Saitama vô thì có phải ngon hơn không? Body sát mà trên mặt rác thì nhìn lú quá. Tóm lại là đa phần anh em comment ấy, thì đa phần anh em chê là nhiều. Anh em nào là ôi, đây là rap Phan Đình Tùng à? Nói chung là ông Phan Đình Tùng này tôi cũng rất là thích thích nghe đấy nhá. Nào là bài Chúc Mừng Sinh Nhật là đỉnh nhất rồi. Cho rằng Shoop thích hợp hơn, xứng đáng bậc A và free toàn server. Tức là mấy anh em đang chê cái bộ trang phục này phải không? Chắc là nhà sản xuất sợ Saitama trong game không đấm một cái chết được luôn như trong anime, nên để Rat cosplay Saitama cho nó hợp lý. Em nghĩ rằng cũng hợp lý chứ nhỉ? Cái câu comment của bạn Kim Vua rất là hợp lý nè. Ai chứ? Tôi thà chơi skin mặc định còn hơn là chơi cái skin này. Ấy, thì ông có nhận không nhá? Ông Mạnh Hùng Trương có nhận không nhá? Không biết là Mạnh Hùng Trương hay Mạnh Hùng Trường, không biết là hôm đấy có nhận không nhá, nhưng mà có thể là nhận về để kho thôi. Nhớ mồm. Saitama cho Frat thì ok hơn. Nói chung là rất là nhiều anh em như vậy. Đây anh em lại còn nhiều. À đâu, đây là bên Free Fire. Đây. Cũng ngang ngửa. Ít ra nó còn ra gì hơn cái này. Đấy. Rất là nhiều anh em kêu bảo là ít ra thì Saitama của bên Liên Quân nhà ta ấy thì ngon hơn của bên Free Fire nhá. Không biết anh em đánh giá sao ạ? Cái này không phải so sánh tựa game như nào nhá, bởi vì hai tựa game này hoàn toàn khác nhau. Một là Saitama cầm súng, đây là Saitama đấm quyền cơ. Nên chắc là nhiều anh em vẫn ưu tiên hơn về của bên Liên Quân đúng không nào? Sao trông nó lại như thế này? Trời ơi, đúng kiểu ông thầy luôn, ông thầy giáo luôn ạ, 1968. Mất chất tướng rát với nhân vật Saitama quá. Đây, ok nha, để xem còn có bình luận nào hay ho của anh em hay không. Đọc cho nó xôm. Rất là nhiều anh em ạ, nhưng mà nó chỉ tải bằng này thôi. Nói chung là nhiều anh em chê cái bộ trang phục này. Thì anh em cũng thấy đó, đây là toàn cảnh của Saitama nhà ta. Tất cả các cosplay thì đều có cái điểm hay của nó. Nhưng mà anh em chắc lại thích gái cosplay gì. Trời ơi, đây là skin của Violet này anh em. Đẹp chưa, đẹp chưa? Chưa gì đã, Guido cũng là con cưng. Con cưng nên không cần mặc gì nha anh em nhá. Sau cái sự kiện sinh nhật của Liên Quân xem mà nó cũng... À cái này bỏ qua đi. Con cưng là có khác lắm skin quá. Đây là skin thứ 14 của Vio với ông ta anh em. Chắc LS thứ hạn này. Nói chung là anh em khoái lắm, nhưng free không có đâu nha mấy ông nha. Anh em cứ đòi hỏi Vio với đó. Nó cứ khập khiến kiểu gì ấy, anh em ạ. Anh em đừng quên rằng ở trên fanpage của LS gửi rất là nhiều video hay ho hàng ngày. Có cả video ở trên kênh YouTube này. Có cả các video đây đi. Đấy. Đây là các video riêng biệt chỉ có ở trên fanpage thôi anh em ạ. Tức là chỉ duy nhất ở trên fanpage thôi. Vậy là S vừa giới thiệu xong cho anh em. Đó chính là các bộ trang phục rất là hay ho của Saitama. Và các bộ trang phục tuyệt vời khác chuẩn bị ra mắt. Anh em thấy cái bộ trang phục tuyệt vời nhất như là Genos đi. Tí S sẽ đăng cái ảnh của Genos để xem anh em bình luận ra sao nhá. Chứ hiện tại là đăng chung như này thì nhiều anh em chưa nhận được. Và cũng chưa có nhiều comment. Chỉ có vài comment thôi nào là nhìn Saitama. Anh em, anh Hiếu, bạn Hiếu Doraemon dùng từ năng vậy. Là men nhưng bị coi thường quá thể. Cosplay mà giống quả Blitz Eye Ichigo. Men cho quả skin ở bực S cộng các bạn. Nhân vật phụ ở đó ngầu. Men còn không có skin riêng, chỉ là cosplay thôi. Riêng tôi Saitama trông buồn cười cực. Mà lực quá, tôi vẫn thấy ok. Đấy anh em được không? Quan trọng là 6 múi. Anh em nhớ là quan trọng là 6 múi à. Lần hợp tác này thất vọng thật. Mấy cha coi Unpun Man ở như thế nào thì thằng Men nó vậy. Tao thấy được free càng mừng. Anh anh không cần màu mè, nhưng một khi đưa ra tay các em phải trầm trồ. Yeah.
Câu comment rất là chất nhá. Tội Saitama quá, phận là main thứ 12 bên nước. Saitama nhìn fan vậy. Rat cosplay Saitama, nhìn mặt Rat mà thấy sao sao ấy. Úi trời ơi. Saitama hợp tác với cái bộ đồ thôi rồi. Đây 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 anh em ơi. Úi trời ơi. À, thì ra là ở cái ảnh hé lộ đây anh em ơi. Cái bộ đồ đây. Tức là không có nhân vật chính ở đây mà chỉ có bộ đồ. Và bộ đồ đó Rat đã tóm lấy và cosplay luôn. Quá ghê luôn nào. Và bạn đừng quên lên trên fanpage của S để có thể trao đổi và giao lưu cùng chia sẻ các đánh giá của anh em dưới video nhé. S đang rất là chờ mong các đánh giá của anh em dưới video đây. Nhớ nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.